Kính chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ nói gì, chương trình cập nhật những thông tin hữu ích về y tế và sức khỏe đang được cộng đồng quan tâm hiện nay. Và chương trình được phát sóng trên HTV7, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về y tế và sức khỏe nổi bật trong tuần vừa qua. Các bác sĩ trung tâm tim mạch trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu chuyển gốc động mạch thứ 500 tại sân bay. Bệnh Nhi mới chưa đầy 1 tháng tuổi đến từ thủ đô Viêng Chăn, Lào. Bệnh Nhi gần 1 tháng tuổi phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh ngay khi chào đời với dị tật chuyển gốc động mạch. Em bé được chuyển sang Việt Nam phẫu thuật khi mới 8 ngày tuổi. Ca phẫu thuật cho bé phức tạp gấp nhiều lần do động mạch vành của bé có kích thước rất nhỏ, chưa đến 1mm và không nhìn rõ được bằng mắt thường. 20 ngày sau mổ và điều trị, kết quả siêu âm cho thấy tim của trẻ đã hoạt động tốt. Hiện tại bé ăn ngủ tốt, khỏe mạnh và đủ điều kiện xuất viện. Ca bệnh cũng đánh dấu mốc điều trị thành công ca bệnh thứ 500 của Trung tâm Tim mạch Trẻ em. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công được nhiều ca của bệnh lý này. Sở Y tế các tỉnh, thành phố kiểm tra chấn chỉnh cơ sở có thực hiện thủ thuật gây tê vùng, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, thuốc phục vụ cấp cứu tai biến do dùng thuốc gây tê. Đây là yêu cầu của Bộ Y tế sau khi xảy ra một số vụ tai biến sản khoa tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Theo yêu cầu này, các sở y tế và bệnh viện trực thuộc tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng làm công tác gây mê hồi sức và hồi sức cấp cứu. Các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương rà soát, nếu có biến cố bất lợi liên quan tới thuốc tê, phải báo cáo về Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Liên quan đến vụ việc hai anh em ruột trong một gia đình tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội tử vong liên tiếp do nhiễm khuẩn Whitmore, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã xuống gia đình để lấy các mẫu đất, nước xét nghiệm và điều tra dịch tễ tại khu vực này. Theo báo cáo kết quả điều tra ca bệnh Whitmore tại xã Bắc Sơn, hai anh em ruột con anh Trần Văn Công, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đều có biểu hiện sốt cao không hạ. Trước đó, bé gái lớn trong gia đình anh cũng tử vong do nhiễm khuẩn huyết và hoại tử đường ruột. Tuy nhiên, chưa khẳng định có nhiễm khuẩn Whitmore hay không. Đây là lần đầu tiên giới y khoa ghi nhận bệnh nhân là anh em ruột sống trong cùng một gia đình cùng mắc bệnh Whitmore đều tử vong rất nhanh, nhưng nguồn lây ở đâu lại chưa rõ ràng. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, gia đình các bệnh nhi có tiền sử khỏe mạnh, chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc gia cầm. Tại trường học và hàng xóm xung quanh cũng không có trường hợp mắc bệnh tương tự. Chúng tôi thì ở viện và trên trung ương thì hoàn toàn có năng lực, đầy đủ năng lực để xét nghiệm cái tác nhân này. Thế, tuy nhiên là cái mẫu môi trường và mẫu nước, đặc biệt là mẫu đất ấy, thì cần thiết khi thu thập về có phải có cái xử lý, nó không như mẫu lâm sàng, chúng ta cũng phải mất một thời gian để chúng ta xử lý mẫu, để sau đó thì xét nghiệm bằng các cái phương pháp để chẩn đoán xác định, ví dụ như là nuôi cấy hoặc là phương pháp PCR, thì chắc là trong vòng khoảng là một vài ngày thì viện có thể trả lời kết quả. Các chuyên gia cũng khẳng định Whitmore là bệnh do loại vi khuẩn tồn tại trong đất, nước xâm nhập qua vết thương do tiếp xúc trực tiếp hoặc sử dụng nguồn đất, nước bị ô nhiễm. Biện pháp cơ bản để tránh Whitmore là vệ sinh cá nhân, sử dụng trang thiết bị bảo hộ khi tiếp cận nguồn nước bị ô nhiễm. Đặc biệt, người dân không nên quá hoang mang vì bệnh không gây thành dịch và tản phát không thường gặp. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, từ năm 2019, tổ chức Facing the World sẽ thực hiện 40.000 ca phẫu thuật thay đổi cuộc sống cho trẻ em nghèo dị tật tại Việt Nam. Đại biện lâm thời đặc mệnh toàn quyền Anh Quốc tham tán chính trị và kinh tế tại Việt Nam cho hay, với sự chung tay hợp tác của Facing the World với các tổ chức doanh nghiệp, trong tương lai sẽ có thêm nhiều trẻ em nghèo dị tật Việt Nam được phẫu thuật thay đổi cuộc đời. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới từ năm 2019, Facing the World dự kiến sẽ hỗ trợ các bệnh viện Việt Nam xây dựng trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, đào tạo thêm 140 bác sĩ và thực hiện 40.000 ca phẫu thuật thay đổi cuộc sống. Để đảm bảo nguồn máu cho việc cấp cứu chữa bệnh trong dịp cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm vận động hiến máu tình nguyện từ nay đến ngày 31 tháng 12 2019. Trong đợt cao điểm này, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vận động được 60.000 túi máu. Đặc biệt, công đoàn viên chức thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức vận động 10.000 cán bộ công nhân viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 2019. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và người dân tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo đủ nguồn máu cung ứng phục vụ trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh từ nay đến trước Tết Dương lịch 2020. Kính thưa quý vị, tại nước ta, tỷ lệ những người bệnh nhân đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Thống kê khác nhau trong vòng 10 năm cho thấy số người mắc đái tháo đường đang tăng gấp đôi.
Nguyên nhân khiến bệnh đái tháo đường gia tăng đến từ ý thức của nhiều người về căn bệnh này vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc tuân thủ điều trị và thăm khám vẫn còn chưa được phù hợp. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây về thực trạng này. Bệnh nhân này mắc bệnh tiểu đường đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, bà đã tự ý sử dụng thuốc đông y theo lời mách bảo mà bỏ thuốc điều trị. Hoại tử mu bàn chân, cắt một ngón út là hậu quả bà phải gánh chịu do sai lầm này. Tôi không biết người ta bảo mua cái lọ về uống thôi mà không biết. Còn bệnh nhân nam này lại sử dụng các loại lá để rửa vết thương hoại tử do đường tăng cao. Vết thương không những không đỡ mà còn hoại tử sâu hơn, đã khiến ông phải nhập viện để phẫu thuật. Trà xanh trầu không gì cả. Chấp nhận phải sống chung với lũ thôi. Đó không phải là những trường hợp cá biệt mà rất phổ biến. Mỗi ngày, khoa chăm sóc bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận 7-10 ca bị hoại tử bàn chân do tự ý bỏ điều trị. Nhiều bệnh nhân đã tự ý sử dụng các bài thuốc dân gian để giảm tê bì, chữa tiểu đường. Ở nhà không biết, nên là hôm lên bệnh viện để mới phát hiện ra là ngoại tử, là tiểu đường. Bởi vì thấy chân tay nó tê bì, nó chả có tác dụng gì cả, nên bằng nước ngâm thử xem nó có biến chứng gì không, ngâm thì cứ bàn chân nó bị như thế. Khoa chăm sóc bàn chân của Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên trong tình trạng quá tải như thế này. Phần lớn bệnh nhân tại đây nhập viện trong tình trạng nặng, bàn chân có dấu hiệu hoại tử, lở loét. Loét bàn chân là một trong những biến chứng mãn tính khá thường gặp ở những bệnh nhân đái tháo đường. Thì khi mà loét thì xảy ra hiện tượng là gọi là cái viêm. Viêm loét rồi nó lan rộng ra từ các ngón chân rồi đến bàn chân rồi đến cẳng chân. Thì tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của những viêm loét đó thì có những cái chỉ định phải tháo bỏ. Còn bệnh nhân này bị tai nạn giao thông, xây xát vùng da mu bàn chân trái. Sau vài ngày, vết thương ngày càng lan rộng, chảy dịch hôi, bàn chân sưng tấy. Tuy nhiên, anh không tới bệnh viện mà tự ý điều trị ở nhà bằng thuốc nam và kháng sinh tự mua về dùng. Cái vấn đề mà bệnh nhân gặp phải ở đây tức là bệnh nhân bị đái tháo đường một cái bàn chân nó bị lâu ngày nó bị biến chứng, nó tê đi và mất kể cả các đau. Một cái thứ hai nữa mà khi bệnh nhân phát hiện là vết thương nó có xu hướng lan rộng lên thì một sai lầm tiếp theo là bệnh nhân nên làm nhiệt trung lan rộng. Khi được chuyển lên Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân đã trong tình trạng nặng, sốt cao liên tục kèm theo viêm phổi, bàn chân nhiễm trùng nặng. Để bảo toàn tính mạng, anh phải phẫu thuật cắt toàn bộ vùng tổn thương tới gần đùi. Theo các chuyên gia tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường đang tăng 200% trong vòng 10 năm qua. Trong đó, 70% bệnh nhân đái tháo đường không được phát hiện. Đái tháo đường gây ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ ở tim, thận, chi, dẫn tới nhiều biến chứng đột quỵ, suy thận và biến chứng cắt bàn chân nếu không được phát hiện sớm, điều trị đầy đủ, theo dõi chặt chẽ. Chủ đề năm nay của ngày của Liên đoàn Phòng chống đái tháo đường thế giới là gia đình và bệnh đái tháo đường. Như thế là phòng chống chữa bệnh đái tháo đường không phải chỉ dừng lại ở mức độ bệnh nhân nữa mà nó liên quan đến cả gia đình và cộng đồng. Cũng theo các chuyên gia, nếu người dân chủ quan khi điều trị, sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến tình trạng hiện nay, các biến chứng của bệnh tiểu đường gia tăng phức tạp, để lại những hậu quả nặng nề. Hơn thế, nếu như trước kia, bệnh tiểu đường thường chỉ gặp ở người trên 40 tuổi, thì hiện nay, lứa tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Bây giờ chúng ta hoạt động nó rất lung tung, hôm nay ăn 7 giờ, mai ăn 9 giờ, ngày kia ăn 11 giờ, tức là nó rất lung tung thì nó phá cái nhịp sinh học. Phá cái nhịp sinh học này thì cũng làm cho cái việc điều tiết các cái hormone ở trong cơ thể nó thay đổi, mà cái đó cũng giảm hoặc là tăng cái lượng đường huyết. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thể dục thể thao, hạn chế các đồ ngọt, nước uống có ga, thức ăn nhanh và duy trì khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm đường huyết để kịp thời phát hiện, quản lý bệnh đái tháo đường. Kính thưa quý vị, chúng ta đã biết đái tháo đường đó là một bệnh mãn tính và do đó việc theo dõi, điều trị vô cùng quan trọng. Hơn nữa, việc đái tháo đường chia ra các tiếp khác nhau, tiếp 1 và tiếp 2, mỗi một tiếp thì cần có những phương cách điều trị cho phù hợp. Nếu như mà chúng ta đi đến những nơi không rõ nguồn gốc để mà chúng ta điều trị thì có thể là căn bệnh không dứt mà có thể mang đến những biến chứng khác nhau. Do đó chúng ta hãy cùng đi đến với các bệnh viện có uy tín, các bác sĩ có chuyên môn để được thăm khám và điều trị phù hợp nhất.
Quý vị đang đến với chuyên mục Bác sĩ nói gì, và vị khách mời trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay là Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Định, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Xin chào bác sĩ Phước và mến chào tất cả quý vị khán giả. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một tiểu phẩm. Ở trong đó thì chúng ta sẽ cùng xem các nhân vật gặp phải những vấn đề về sức khỏe gì. Quý vị hãy theo dõi nhé. Đã chứ. Mày có ngoan mày khiêng cái thùng to đi. Khiêng cái thùng bé xíu mà. Mày tới ngày cứ ganh tị với tao không biết làm gì. Tao bị bệnh ốm yếu, mày thì khỏe mạnh, ráng giúp cái đi. Chịu để cháu lòng. Cháu lòng thì ăn đấy, nhưng mà không giúp đâu. Ốm yếu cái gì mày chứ. Người to như con voi. Ăn thì ăn gấp đôi người khác mà kêu ốm yếu. Voi cái gì, giờ tao mệt muốn chết đây nè. Thì cứ ôm cái thùng như thế bà sao không mệt. Bỏ cái thùng xuống đi. To như thế. Tao nói mày hoài. Tao bị bệnh. Cái thác gì địa điểm này mày biết đau lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Này, tao nói cho mày biết nhá. Mày bị cái bệnh này cũng do mày hết thôi. Tao nói mày hoài. Cái này là do di truyền. Từ ba tao truyền qua tao. Ai đâu mà muốn cái bệnh này mà làm. Di truyền cái đầu mày. Ta linh tinh. Tao giải thích cho mày nghe nhé. Cái đĩa là cái gì? Cái đĩa là cái để đỡ cái đệm. Cái đĩa là cái để đỡ cái đệm. Đĩa đệm là cái nó đỡ mày. Mà mày nhìn lại người mày đi. Thân hình thì siêu to khổng lồ thế này. Cái đĩa nào có đỡ cho nổi. Hay quá. Bây giờ mày khiêng vác hay làm bác sĩ? Khiêng vác. Khiêng vác thì lo khiêng lên lẹ giúp tao cái đi. Với lại tao nói cho mày biết một lần nữa. Chứ để mày thở ra là nói tao làm biến. Cái bệnh này á là do di truyền, mày hiểu không? Thì cứ coi như là di truyền đi. Nhưng mà bao nhiêu lần tao kêu mày đi khám mày có đi không? Rồi kêu đi ăn kiêng cũng oan đâu. Tất cả tại mày. Tại mày lười. Rồi mày đổ cho bệnh tật. Rồi mày lười mày không vác để tao vác. Mày không biết. Một khi mà người ta nói di truyền, mày hiểu không? Di truyền là không có hết, không có trị được. Bây giờ mày có đi bác sĩ cái nào cũng không có hết á. Bác sĩ không hết à? Không có hết. Ở vậy mày ráng giúp tao đi. Tao giờ tao đau quá. Cùng lắm vô thế lắm tao mới khiêng vác kiểu này chứ. Ơi ẩm quá. Tao mệt quá. Thì bây giờ người ta thuốc. Cố mà vác đi. Tí rồi tao vác đỡ cho. Cố gắng đi. Tao không có làm biến đâu. Để tao khiêng luôn cho. Gì đấy? Tao cũng không biết sao tự nhiên bữa nay cái bệnh này có tơi tay nữa ta. Tao tơi thiệt chứ không phải làm biến. Thêm kệ mày, tao không khiêng đâu. Mày giúp tao cái đi, chịu tao đãi cho mày chầu cháu lòng. Ừ, để tao khiêng cho. Mày thật đấy, nhưng mà tao cố gắng giúp mày. Mày khiêng lên trển nha. Này. Ngày dậy, mày mà cứ ngồi như thế. Cái đĩa đệm mày nó banh, nó hỏng đấy. Bây giờ banh tao cũng chịu. Mà hư gì, thôi dục luôn cũng được. Chứ giờ, người tao giờ nó vừa ơi mà nó vừa mệt mỏi nữa. Cái này là do di truyền, lỗi ở di truyền mày hiểu không? Thế à, nói chung là người tao bây giờ cũng mệt, cũng ê lắm. Nhưng mà cái lỗi ở đây là lỗi của bản thân đấy. Như vậy á, các nhân vật á, đang rất muốn tìm hiểu về vấn đề thoát vị đĩa đệm. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cột sống của chúng ta được cấu tạo ra sao và đĩa đệm đó là phần gì của cột sống. Cột sống là một trong những cấu trúc rất là quan trọng mà mình cũng thường nghe trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, người ta cũng nhắc đến là cột sống. Thế thì cột sống đó chính là cái thành phần của cái cơ thể của mình. Nó cấu tạo thì gồm có hai thành phần, gồm thành phần là xương và sụn. Thì các cái xương của mình nó không có thống nhất giống như là một cái thanh sắt hay là một cái thanh gỗ dài, mà nó còn có hai thành phần đó, thì nó có từng khúc, nó giống như là cái cây tre gì đó. Thì những cái thành phần xương người ta gọi là đốt sống, và giữa hai cái thành phần xương đó có một thành phần sụn, thì đó người ta gọi là đĩa đệm, thì nó chen ra, thì nó nôm na mình nên hiểu nó giống như là một cái khăn tre dài, nó có những từng đốt như thế.
Vâng, và với cái cấu trúc như vậy thì sẽ giúp cho cột sống của chúng ta luôn luôn vững chãi để có thể chịu được một cái lực ở trong cơ thể. Một cái điều hay của cột sống của mình nữa là với cái cấu trúc bao gồm những cái đốt nhỏ và gắn với nhau như vậy theo một cái đường uốn lượn thì còn giúp cho chúng ta có được một độ linh hoạt trong cái hoạt động thường ngày nữa, phải không ạ? Đúng rồi. Và xen giữa những cái đốt sống thì chúng ta sẽ có các cái đĩa đệm, nó làm nhiệm vụ á là giống như là những cái đàn hồi, cái phục nhúng á, đúng không? Phần đúng. Nào như vậy. Tại sao mà cái cột sống của mình lại cấu tạo như thế? Nó không phải thống nhất mà nó lại có những thành phần, ủa tại sao lại nó sinh tạo hóa ra lại có những cái thành phần phức tạp, thì không phải ngẫu nhiên nhưng nó lại như vậy. Thì chính cái đĩa đệm đó nó sẽ làm cho cái cột sống mình linh hoạt, nó làm cho cái việc cử động gấp duỗi của mình nó trở nên dễ dàng hơn, hấp thu lực được dễ dàng hơn. Và bác sĩ muốn giải thích thêm cho một chút xíu về cái chữ cột sống, thì tại sao người ta lại đặt tên là cái cột sống? Tại vì cái nó rất là quan trọng, nhưng mà giống như là trụ cột của sự sống hay là của cơ thể sống gì đó. Khi mà nói đến vấn đề về thoát vị đĩa đệm thì không thể nào không đề cập đến vai trò của các yếu tố của dây chằng trong việc là ổn định các cái đĩa đệm này vào trong một cái khối. Tại vì chúng ta cũng biết giống như là các cái đĩa mình để trên một cái chồng á, nhiều khi mà xô lệch qua lại thì các cái đĩa nó sẽ trượt ra với nhau. Vậy thì điều gì làm cho cái chồng đĩa này được giữ vững? Để gắn kết ra cột sống thành ra một cơ thể sống thực sự, nó rất là phức tạp. Nó cần những cái yếu tố nối kết các cái hai thành phần đó lại với nhau. Thì có những hệ thống dây chằng, có thể dây chằng ở phía trước, ở phía sau của cột sống rất là vững chãi, nó mới giữ được. Chứ ngoài ra còn không phải chỉ những hệ thống dây chằng đó, mà còn cả những hệ thống cơ nữa và rất là phức tạp. Thì mình hiểu là đó là những thành phần đó, thành phần cứng là xương, là khớp, thành phần mềm có thể đó là gân, cơ, dây chằng để nối kết lại với nhau tạo thành một khối thống nhất. Trong tiểu phẩm á, chúng ta thấy là anh chàng mà đang khiêng vác á, thì cho rằng là nguyên nhân đến từ việc là di truyền. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta sẽ giải thích các nguyên nhân của thoát vị đĩa đệm là các yếu tố như thế nào? Tất cả những nguyên nhân nào đó làm cho áp lực của cái đĩa đệm nó phải chịu nhiều hơn thì nó không nằm trong cái cấu trúc bình thường là nằm giữa hai cái xương nữa, mà hoàn toàn nó có thể di chuyển ra phía trước, và lúc đó nó sẽ chèn ép do những cấu trúc rất là quan trọng của cơ thể. Về những đó có thể là nhân tủy, hoặc đó cũng có thể là những dây thần kinh, và nó gây ra đau. Thế thì tất cả những nguyên nhân nào làm cho cái áp lực nó tăng lên nó sẽ gây ra. Như cụ thể là gì? Như trong trường hợp này, khi mình khuân vác nặng, mình khuân vác mình phải dùng cơ, mình gồng hết sức tất cả cái cơ bình sinh của mình lên để mình mới khiêng được. Thì đồng thời khi mình gồng cơ, áp lực nó sẽ tăng lên, nó đè chèn ép vô cho cái cột sống của mình. Một yếu tố nữa là nếu những người khiêng vật nặng mà còn nếu đúng tư thế thì nó lại áp lực nó đã tăng, mà tăng vừa phải thôi. Còn nếu như chúng ta cũng khiêng vác vật nặng mà lại không đúng tư thế thì cái áp lực nó càng nó tăng nhiều hơn nữa, nó cũng gây ra. Ngoài ra thì còn những nguyên nhân khác, ví dụ như là mình ngồi ở tư thế không đúng thì cái cơ mình gồng liên tục nó cũng gây ra tăng áp lực. Rồi tất cả những yếu tố ví dụ như là u bú hoặc là những cái nguyên nhân khác đều có thể nó làm cho cái thoát vị nó, cái đĩa đệm không còn ở vị trí thông thường là giữa hai xương nữa, mà nó có thể lúc đó nó trồi ra, có thể ở nhiều vị trí, nhưng mà vô tình mình trồi vô những cái chỗ quan trọng thì nó đã gây ra đau như thần kinh, như là tủy sống. Khi mà mình thực hành lâm sàng đó thì bác sĩ Tuấn Định thường gặp bệnh nhân đến với mình trong những bệnh cảnh như thế nào? Câu hỏi rất là hay, giống như trong clip này cũng đó là một cái trường tương đối là một cái bệnh cảnh tương đối là điển hình, có thể là thanh niên trẻ ha. Rồi mình phải khuân vác việc vật rất là nặng. Những cái bệnh nhân họ tới á, thì họ có thể biểu hiện nó không phải chỉ có đau lưng không đâu, mà cái đau đó nó có thể nó lan xuống cái chân của mình. Tùy theo nó cấu trúc là cái chỗ thành phần nào của dây thần kinh nó bị chèn ép mà cái biểu hiện lan nó khác nhau. Nó có thể mặt trước hoặc là mặt sau của cái chân, nhưng nó sẽ có lan từ lưng lan xuống cái chân của mình. Đó là yếu tố rất là quan trọng. Mình sẽ để mình phân biệt được rằng là cái đau đó chỉ là đau lưng đơn thuần hay không thôi. Tôi đã chơi thể thao, tôi chấn thương gì đó tôi cũng có thể gây ra đau. Nó không thể chỉ đau đâu, nó còn cả những cái biểu hiện khác nữa. Ví dụ như là tê. Đó, cái tê lan rần từ lưng lan xuống cái chân của mình. Và một yếu tố nữa là đôi khi nó có thể tái đi tái lại. Có những cái đợt là hồi trước họ đã đau rồi, điều trị hết, sau đó mới lại biểu hiện đau lại. Tại vì những yếu tố kích thích, những yếu tố nguyên nhân, nhưng khuân vác họ vẫn cứ còn, thế thì nó không hết được. Hoặc là những lần điều trị đó có thể là không đúng cách, cho nên nó vẫn cứ thế mà nó đau. Bác sĩ đã thấy nhiều trường hợp như thế. Một số người cũng thắc mắc là liệu rằng chẩn đoán ví dụ như MRI thì đóng vai trò gì trong việc là giúp cho các bác sĩ nhìn nhận ra cái mức độ
của tình trạng thoát vị đĩa đệm? Không thể dễ dàng chẩn đoán thoát vị đĩa đệm được, thì MRI sẽ cung cấp cho chúng ta được cái hình ảnh đó, một cái hình ảnh rất là xác thực và rất là dễ dàng để mình có thể giải thích cho bệnh nhân, không phải chỉ cho bệnh nhân đâu mà làm cho bác sĩ nó cũng củng cố thêm cái chẩn đoán của mình, nó đúng, nó chính xác hơn. Và sau khi mà có được một chẩn đoán rồi thì các bác sĩ sẽ điều trị những người bệnh nhân có tình trạng thoát vị đĩa đệm như thế nào? Nguyên nhân là do cái đĩa đệm chèn ép vô cái dây thần kinh. Thế thì mình sẽ đầu làm sao để nó làm giảm cái triệu chứng đau của bệnh nhân trước. Tại vì khi nó chèn ép gây ra viêm, thì nếu mà nó mức độ viêm nhẹ nhẹ thôi đó, thì mình có thể điều trị bảo tồn, tức là mình chỉ cần uống thuốc thôi, kháng viêm, giảm đau. Thứ hai nữa là cái cột sống nó chịu lực. Nhưng nếu cái cơ của cái vùng lân cận của cái cột sống nó chắc, nó mạnh, thì cái cột sống sẽ ít bị áp lực hơn. Thế thì chúng ta, đó là vai trò của vật lý trị liệu. Đôi khi nó cứ chèn ép, nó cứ còn hoài, đau tới đau luôn, thì mình cần phải là có những biện pháp xâm lấn bằng cách là sẽ mổ để lấy ra. Có một cái tình huống trong tiểu phẩm cũng đặt ra, đó là liệu rằng ăn uống, ví dụ như anh chàng này rất là thích ăn cháo lòng thì có ảnh hưởng gì hay không đến cái tình trạng thoát vị đĩa đệm của anh ấy? Cháo lòng có nhiều những cái chất béo vân vân, thì cơ thể mình nó rất dễ là tăng cân, nó sẽ mập hơn. Mà rõ ràng khi mà cơ thể nặng, tăng cân, béo phì, thì cái cột sống của mình nó chịu áp lực rất là cao. Thế thì đó mới là nguyên nhân gây ra, nếu có thì gây ra thoát vị đĩa đệm. Chứ còn bảo là ở cái cháo lòng đó có gây ra thoát vị đĩa đệm không? Thì không. Vậy là trong việc mà chúng ta chăm sóc cho một người gặp phải tình trạng thoát vị đĩa đệm thì điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ hướng dẫn cho người bệnh có được một cái tư thế làm việc chính xác. Rồi. Như là Phước đây nè, bác sĩ Phước ngồi đây nè, đó tư thế rất là ngay ngắn, thẳng ha. Mình đúng tư thế thẳng như thế này. Rồi cái chân cũng thoải mái như thế thì cái cột sống của mình nó sẽ bớt chịu áp lực. Đôi khi mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao đi, ví dụ như chúng ta đi bơi, thì đó là một trong số những cái cách mà giúp cho chúng ta có được một cái những cái phần phụ trợ của cuộc sống của mình, như là bác sĩ Định đã trình bày, bao gồm có các cái cơ, bao gồm có các dây chằng đó, thì được khỏe nhất. Chính xác, đó chính là vai trò quan trọng của thể dục thể thao và vật lý trị liệu. Giữa thoát vị đĩa đệm và đau dây thần kinh tọa thì giống và khác nhau ở điểm nào? Bác sĩ cũng đã gặp rất là nhiều bệnh nhân, họ cũng hơi lẫn lộn và đôi khi nói từ này từ kia. Thoát vị đĩa đệm thực và cái đau dây thần kinh tọa thì nó gần như nó là một. Tức là cái đĩa đệm của mình nó sẽ nó thoát ra và nó chèn ép vô cái dây thần kinh của mình. Thì những cái dây rất là thường gặp đó là dây thần kinh tọa hay là dây thần kinh ngồi, thì nó gây ra đau. Thế thì cái biểu hiện của bên ngoài đó là đau thần kinh tọa, còn nguyên nhân đó là thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên nó có một số nguyên nhân khác nữa, nhưng phần lớn nguyên nhân là do thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ cũng muốn có một lời khuyên rằng là khi có những biểu hiện đau giống như thế thì chúng ta tốt nhất là nên tới những trung tâm y tế, những nơi tuyến mà bệnh viện chính quy để khám và điều trị, chứ không thể là đơn giản là mình cứ điều trị tại nhà thấy giống như thế để điều trị thì sẽ không hết và đôi khi là tiền mất tật mang. Xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tấn Định đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều những kiến thức bổ ích dành cho quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ Nói Gì. Cuộc nói chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Định, chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình, cũng đã khép lại chương trình Bác sĩ Nói Gì ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chúng tôi, và xin được hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì xin được kính chào tạm biệt quý vị.